hát cho các bạn, mình là Mel có chữ này. Lần trước á thì mình đã tạo một cái nick mới nè, xong rồi thì mình đổi tên thành Mel Fake và mình đã giả làm Fake Mel để cho fan rồi. Trời ơi, không ngờ là các bạn bảo là trời ơi sao chị Mel lại cho fan vậy trời. Chị Mel ép quá các thứ cho nên là hôm nay á là mình sẽ ép thêm một lần nữa nha mọi người. Là mình sẽ tiếp tục là mình cho fan tiếp nè. Và cho như thế nào á thì lần này là mình sẽ tele qua fan và mình sẽ nói là nghỉ game để xem phản ứng của fan như thế nào nha. Không biết á là các bạn sẽ vui hay là buồn đấy. Và nếu mà các bạn thích series cho fan của Mel á thì các bạn nhớ để lại một like và một đăng ký để ủng hộ mình nha. Và nếu mà bạn nào muốn được Mel các bạn á thì các bạn hãy đổi tên thành Fly giống như mình nè, và còn có thể quay cùng với mình nữa đó. Rồi ok, bây giờ thì bắt đầu thế nào. Rồi bây giờ là mình sẽ vào danh sách bạn bè của mình nè, và mình sẽ tìm các bạn fan của mình nha. Đâu để mình xem bạn nào mà đang rảnh đây. Đây ở đây mình thấy là có bạn Fly bún đậu cơ trưởng nè. Mình sẽ theo dõi bạn ấy nha, xem là bạn ấy đang làm gì đấy. À, bạn ấy đang ở trong nhà của bạn ấy. Rồi làm cái gì? Ôi trời, nhà đẹp vậy. Ôi đỉnh đỉnh nha. Chào. Trời, cái bà này để con bé Thanh Hòa sao luôn nè. Mà bà ngủ rồi. Ôi trời ơi trời, cái nhà đỉnh vậy. Oh my god luôn. Trời ơi, cái này mà hôm qua mình làm series là review nhà fan đó là mình làm được rồi. Yeah, bạn dậy rồi. Mình mới làm mấy cái hành động để cho bạn nghe tiếng rồi dậy á mọi người. Ô, mở tiệc luôn nè. Rồi, hello bạn nha, để mình thả sao cho nha. Nhà em đẹp quá. Hi, em thì có, đỉnh nha, em giỏi lắm luôn á. Rồi bây giờ là mình sẽ cho em ấy nha mọi người. Hôm nay chị qua đây thông báo với em nè. Em lấy ý tưởng chị Daddy nè. Ồ, đúng rồi, hàng gì mình thấy là có hơi phong cách của chị Daddy á mọi người. Rồi để xem là bạn sẽ trả lời như thế nào nha. Thông báo gì? Không lẽ là bạn tưởng là mình xác kết bạn cho bạn ấy hả ta? Chị sắp nghỉ game rồi, hu hu. Hả? Hu hu. Thật vậy á, đúng rồi, hu hu. Cái gì vậy bà nội? Mà sao chị nghỉ game? À, sao đây ta? À, lấy lý do gì đây ta? Daddy không cho chị chơi game nữa. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? À, xin lỗi anh Daddy nhiều nha, em mượn danh tính của anh chút. Không biết là mấy bạn ấy khi mà nghe xong có tức giận không ta? Chị không chơi nữa em có buồn không? Buồn đi, hãy nói là buồn đi. Chị đừng khóc, trời yêu vậy. Hu hu, vậy chị cười nha. Em ủng hộ chị, mãi yêu em nha. Nãy giờ chị cho nó. Em đã bị lừa. Hả, chị cho em hả? Tròn Việt Nam. Ok, mình đã cho anh bạn bún đậu thành công rồi mọi người ơi. Và lúc đầu á là bạn tin là thật luôn. Và còn nói là mãi ủng hộ mình nữa, rất là đáng yêu luôn. Đó là bây giờ thì mình sẽ qua tele thêm một bạn nữa để thử lòng bạn ấy nha. Rồi mình sẽ theo dõi bạn nào đây ta? Mình sẽ theo dõi bạn Fly nha cơ trưởng nha. Xem là bạn ấy đang làm gì đây. Rồi hết hôm chứ. À, bạn ấy đang đi câu cá mọi người ơi. Thả cho bạn ấy một tim nè. Ô, bạn này có cần câu mỏ neo luôn, ghê vậy. À, đây có con ếch nữa nè. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu là cho anh bạn ấy nha. Hello em. Hello chị. Rồi giờ mình sẽ thông báo là mình nghỉ game nha mọi người. Trời ơi, bà ấy đeo cái tóc vô kìa. Ủa, cái này là con gái hay con trai vậy? What the hell. Chị sắp nghỉ game rồi. Hu hu. Buồn đi em, buồn đi. Sao vậy ạ? Trời kìa, bạn xỉu luôn kìa mọi người. Trời ơi, hồi nãy là mình đã live baby ra rồi thì mình sẽ lấy một cái lý do khác. Chị đừng nghỉ, ba mẹ chị không cho chơi nữa. Hít hít, em buồn kìa. Ồ, thương quá nhở. Đứt ruột, đứt gan á mọi người. Nhưng mà vui nha, cho cái này vui nha. Không chịu, hu hu. Chị cũng buồn. Ở lên bấm lộn cười vậy. Cái gì vậy bà nội? Mấy bạn fan mà có thấy cái video mail cho anh các bạn như thế này thì các bạn đừng có giận nha nha. Mà hãy nghĩ là trời ơi, mail nó cho mình kìa, vui quá. Cái gì vậy, chị cho anh em hả? Cái gì vậy, sao mà lỗ vậy? Không có mẹ. Chị Mel, trời có bà này mới nhận ra tôi nữa nè. Chào. Em không tin. Vậy lúc đầu bà buồn chi vậy bà? Hu hu. Chị nói thật, chị phải nghỉ rồi. Bạn ấy buồn kìa mọi người. Ký em cái gì vậy? Tôi sắp nghỉ game mà bà này còn ký nữa. Lại có buồn thiệt không đấy? Chị sẽ xóa nick luôn. Ê, bà bấm điện thoại kìa. Sao vậy hả? Ê, bà bấm điện thoại làm cái gì vậy? Khóc hả? À, lấy hành động khóc. Trời ơi. Trời ơi, lấy hành động cho nó sinh động nữa ha. Em buồn. Vậy là từ hôm nay là em sẽ không còn có thể coi được video của chị rồi. Chị cho nó. Vậy bạn này lấy cái gì ra vậy? Trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, tôi bị fan dí đánh mọi người ơi. Trời ơi, cứu tôi. Trời ơi, cứu tôi. Bạn còn dùng cái khuôn mặt không giữ nữa nè. Yêu Mel nhất trời, mãi yêu. Mà em yêu hơn chị sao em đánh chị vậy? Chiều nay lên coi video nha, mãi yêu em. Mời đẹp. Mời đẹp. Ok, bây giờ thì mình sẽ theo dõi một bạn nữa nha. Fly táo yêu Mel nha. Đây.
Ồ, bạn ấy đang đi chơi. Bạn ấy đang đi massage nè. Hello, ô xinh vậy. Trời, dễ thương quá à. Mà còn đặt tên là Táo Yêu Mèo nữa. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu là cho anh bạn ấy nha. Chị sắp nghỉ chơi game luôn rồi. Hiếp hiếp. Không biết là bạn ấy có tin không đây. Mình phải khóc để cho bạn ấy tin. Hu hu. Cho anh em hả chị? Cái gì? Ủa sao biết hay vậy? Thật mà, hu hu. Trời ơi, mấy bạn fan của mình tỉnh quá à. Ủa, clip này mình chưa đăng mà. Chị đừng nghĩ mà. Là tin chưa? Kìa kìa còn khóc nữa. Ủa là vẫn còn thời gian mà đổi khuôn mặt luôn á hả? À mọi người đang ở trong nhà anh Mê đi. Trời ơi đông vậy mọi người. Sao mà fly đông quá thì mình sẽ cho anh hết tất cả các bạn ở trong đây để thử lòng luôn nha. Rồi ok ok có quá trời fly luôn nè. Để mình sẽ kết bạn với các bạn fly nha. Mới bắt đầu mấy bạn nhận ra tôi rồi mọi người ơi. Rồi bây giờ là mình sẽ nói nha. Chị có chuyện muốn thông báo với mọi người nè. Ở đây á có rất là nhiều bạn luôn nha. Nên là mình cho một lúc là siêu nhiều bạn luôn. Chị sắp nghỉ game rồi. Hu hu. Các bạn hãy đoán xem là phản ứng của các bạn này như thế nào nha. Sao vậy? Tại sao? Hu hu. Sao vậy hu hu? Chị cho anh hả cái gì vậy bà? Không, tôi nói thiệt. Em hâm mộ chị lắm, cảm ơn em nha. Cô bà còn khóc nữa. Em là fan chị một năm rồi, trời yêu vậy. Sao chị nghĩ vậy ạ? À? Trời bà này bắt khóc luôn kìa. Bà Fly Chi cơ trưởng nè. Ba mẹ chị không cho chơi nữa. Ôi. Không biết là mình lấy cái lý do này có được không? Tại vì mình lớn rồi mà không lẽ ba mẹ không cho chơi đúng không? Chị cho đúng không? Sao mấy bà này không có lòng tin như tôi vậy? Xin đi chị. Xin ba mẹ chơi hả? Chị ơi có người phát chị kìa. Ủa đâu? 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 Cái gì vậy bà nội? Tôi ở trong đây luôn hả? Chị cho anh em. Hay là lúc trước mình cho anh fan là mình giả làm pha ke cái xong giờ mấy bạn không tin mình nữa thế. Buồn vậy chị ơi. Nãy giờ có thấy bà này ba buồn thiệt luôn nha. Chị cho anh á. Em tưởng thật. Không được rồi, hồi nãy giờ mình cho anh fan á là fan toàn biết không à. Không biết là có bị lộ tẩy ở đâu không nữa mà sao fan biết hay ghê. Hay là hồi hôm qua mình có ghi cái tiểu sử của mình là sắp cho anh fan cho nên là fan mới biết ta. Trời ơi, cho nên là mấy mốt là mình sẽ không có lộ tẩy như vậy nữa nha. Và các bạn fan cứ để đó, mình sẽ tiếp tục cho anh các bạn và không cho các bạn biết luôn. Nhưng mà trước khi mà cho anh fan tiếp nữa thì mình sẽ cho anh BD nè. Các bạn có muốn mình cho anh BD cái gì á thì các bạn nhớ comment dưới cho em biết nha. Tại lâu rồi mình chưa cho anh BD nữa, bây giờ sẽ cho anh lại thôi. Ok, hồi nãy giờ thì mình đã cho anh fan xong rồi. Và các bạn tin nè, các bạn lại không tin. Và Mèo thấy là có mấy bạn buồn không muốn Mèo nghỉ game á thì Mèo rất là vui luôn. Tại vì mấy bạn rất là quan tâm tới Mèo. Và nếu mà các bạn muốn Mèo cho anh fan cái gì nữa thì các bạn nhớ comment dưới cho Mèo biết nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Ai muốn kết bạn với Mèo nè, muốn quay chung với Mèo thì các bạn hãy đổi tên thành Fly nhé. Và khi mà Mèo quay video á thì Mèo sẽ quay với những bạn mà ký từ Mèo, những bạn kết bạn với Mèo hoặc là những bạn có tên là Fly nha. Ok, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ mình nhé. Và đừng quên bật thông báo khi mình ra video mới. Thì đó xong, các bạn đó, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Bye.